Còn nếu bây giờ mình phải đọc mà bên Mỹ gửi về mình cứ bị để dỡ ấn mạng này mùa lại nó ra cái vẻ này ở đây không có ba không sao. À, cái em lấy trứng rồi. Ê, chị Trang cho em trứng rồi. Ra, 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 ra. Anh ra đây ngồi đây. Mày ăn đi. Bố hả? Mày ngại gì con? Anh đi lắm nữa đi mua kem thôi. Lâu chưa về hả? Anh kem không? Em lâu chưa về thế nào? Mày ăn đi, biết em không biết được. Chờ ông đi chờ ông mà. Đưa luôn cả miếng cho anh. Ờ. Có tài thì vào rồi hả? Vâng, vào mấy bữa. Về bắt đầu đi hát, bắt đầu kê, bắt đầu. Ai? Mày. Đồ. Đồ kê ô. Rồi ai thôi lại tin thông tin vào mãi trong Long Thành rồi. Có cháu làm gì thì hát rồi. Cháu kia mang về lại cho thằng nào, con nào là tao không đi mày. Trước khi đi đôi dép là chú đã nhắc vào đôi dép mấy triệu bạc. Thì chờ chúng về để nhà không chú về.